tiểu, khẩu đội trưởng, hạ sĩ quan, chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Quân đoàn 4 thực hiện chủ trương đổi mới công tác giáo dục đào tạo. Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Quân sự Quân đoàn 4 đã ứng dụng nhiều biện pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Một buổi huấn luyện võ thuật của các học viên Trường Quân sự Quân đoàn 4. Các đồng chí giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ cho từng học viên, giúp học viên mới nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt và hiệp đồng tốt trong các tình huống. Đội ngũ cán bộ giáo viên thì các thầy có phương pháp giảng dạy rất là khoa học, kết hợp rất là nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho chúng tôi tiếp thu được kiến thức mới được rất là nhanh và nhớ lâu hơn. Hiện nay, nhà trường dành phần lớn thời gian cho học viên thực hành trên thao trường. Các khoa, giáo viên, tổ bộ môn đều tích cực cải tiến nội dung, chương trình, chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy, ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với từng đối tượng đào tạo và sát thực tiễn chiến đấu tại đơn vị. Chúng tôi tập trung giáo dục để làm cho mọi cán bộ, rồi học viên, rồi chiến sĩ nhận thức sâu sắc, nắm chắc cái mục tiêu yêu cầu đào tạo, nắm chắc cái nhiệm vụ và xây dựng cái động cơ, trách nhiệm, học tập và chấp hành rèn luyện để xứng đáng khi ra trường là một người cán bộ đủ điều kiện về phẩm chất, về năng lực, về trí tuệ, như vậy là để sẵn sàng thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường thường xuyên tìm hiểu tình hình thực hiện nhiệm vụ cũng như vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có của từng đơn vị để tổ chức đào tạo theo đúng nhu cầu. Những năm qua thì cái đội ngũ cán bộ khung của nhà trường thì được tập huấn bồi dưỡng và được bồi dưỡng theo phân cấp hàng tuần theo quy định, tập trung cái huấn luyện thực hành, lấy thực hành làm chính, thực hiện cái chia nhỏ tập nhiều, luyện tập cho bộ đội. Cho nên là trong cái đội ngũ cán bộ khung phải nói là đáp ứng được cái vai trò người thầy thứ hai. Bên cạnh đó, nhà trường đã đầu tư nâng cấp nhiều công trình, cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Mỗi năm, nhà trường ứng dụng 10 đến 15 sáng kiến, giải pháp vào thực tiễn dạy học và quản lý bộ đội. Trong đó có nhiều sáng kiến được các đơn vị trong quân đoàn ứng dụng và đạt kết quả cao.